Hôm nay tôi sẽ là rồng Long Vương và sở hữu bộ giáp từ thấp nhất cho đến cao nhất. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Vâng, tất nhiên rồi. Ban đầu thì tôi chỉ là một con rồng bình thường mà thôi. Nhưng muôn loài ai cũng muốn ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tôi cũng như thế. Và loài rồng của chúng tôi thể hiện sức mạnh qua những bộ áo giáp. Ngày xưa thì những bộ áo giáp này được tìm kiếm rất cực khổ. Nhưng ngày nay hiện đại, bọn chúng đã được bày bán cho các cửa hàng như thế này đây. Tuy nhiên bọn chúng được giao dịch không phải là tiền hay vàng, mà chính là ngọc rồng. Bởi vì ngọc rồng trong thế giới của chúng tôi vô cùng quan trọng. Do đó, chỉ cần có số lượng tương ứng thì tôi có thể mua được những bộ áo giáp phù hợp. Vâng, lúc này trước mặt của các bạn đây chính là những bộ áo giáp của loài rồng Long Vương chúng tôi. Nào là rồng ướt nè, rồng ngũ sắc, rồng gió, rồng nước, còn có cả rồng vàng, rồng sấm sét nữa. Wow, thật nhiều. Nhưng khổ nỗi, bấy lâu nay tôi đi tìm ngọc rồng nhưng chẳng được viên nào. Đến mức đường cùng, hôm qua tôi đã bán thân cho cái chị kia lớn tuổi. Kết quả bà ấy đã cho tôi một viên. Nhớ lại chuyện hôm qua, thiệt là đau lòng quá đi. Nhưng thôi, tôi phải mạnh mẽ hơn. Giờ có một viên rồi, tôi sẽ tới mua bộ áo giáp đầu tiên. Với giá một viên ngọc rồng, tôi đã sở hữu được bộ áo giáp rồng thời tiết các bạn ạ. Wow, cũng khá là đẹp nha, rất là ngầu luôn. Tôi cũng nhanh chóng bay khắp mọi nơi để khoe với muôn loài. Nhưng vô tình bay tới một khu rất là nóng. Kì kì, tôi nhìn thấy dường như có những sinh vật nhỏ bé nào đó đang nằm thở thoi thót sắp chết. Thiệt là tội nghiệp quá đi. Hả? Là con người mà. Tôi cũng nhanh chóng hỏi họ có chuyện gì. Họ báo rằng thời tiết thay đổi, nạn hạn hán đã kéo tới. Nước trong sông, ao, hồ đã bị bốc hơi hết. Họ không còn nước uống, họ không thể chống cự với cái nóng như thế này. Thật là tội nghiệp quá đi. Hay là bây giờ tôi tìa cho họ một bãi để cho họ uống giải khát. Không được, không được, như vậy mất vệ sinh quá. Đúng rồi, tôi là rồng thời tiết mà. Tôi có thể điều hòa thời tiết ở đây trở nên mát mẻ. Đúng rồi, vậy thì tôi sẽ bắt tay thực hiện ngay. Với sức mạnh của bộ áo giáp thời tiết này, tôi cũng đã kéo mây, tạo mưa, khiến cho độ ẩm ở vùng đất này trở nên rất cao. Cây cối đã mọc mầm trở lại, ao hồ đã bắt đầu tích nước. Những tên con người rất mừng rỡ, bọn chúng vô cùng biết ơn tôi. Thế là bọn chúng đã tặng tôi một món quà. À, là những viên ngọc rồng mà. Thì ra, bọn chúng hay đi tìm kiếm thức ăn trong những hang động và phát hiện được những viên ngọc này phát sáng nên đem về cất giữ. Wow, yeah. Vậy thì mình sẽ nhanh chóng quay về cửa hàng của loài rồng mua một bộ áo giáp mới thôi. Với 5 viên ngọc rồng vừa mới sở hữu được, tôi cũng nhanh chóng trở về thế giới rồng và mua một bộ áo giáp thứ hai, là bộ áo giáp rồng ướt các bạn à. Wow, các bạn nhìn thấy có quen thuộc hay không? Đúng rồi, đây chính là rồng sen lông trong 7 viên ngọc rồng đó. Thật không ngờ nó cũng xuất hiện trong thế giới của tôi. Được rồi, nhanh chóng lên đường tìm thêm ngọc rồng thôi. Tôi bay khắp mọi nơi tìm kiếm những hang động coi có ngọc rồng hay không. Thì bỗng dưng tôi nghe một tiếng khóc rất thảm thiết. Đạp xuống bên dưới, tôi thấy một con khủng long ăn cỏ đang đau đớn quằn quại. Hả? Có phải ai đó giết người thân, giết con của người không? Ta có thể giúp người báo thù, lấy lại công bằng. Nhưng nó bảo không phải như thế. Phải rút cuộc là sao? Thì cuối cùng nó mới nói ra rằng nó muốn có con. Nó đã có 10 đời chồng rồi mà chẳng thể có con, nên thằng nào cũng muốn bỏ nó hết. Quỷ thần thiên địa ơi, cái vấn đề nan giải này làm sao ta có thể giúp ngươi? Không lẽ ta ngủ với ngươi để ngươi có con hả? Thôi. À khoan, quên mất, ta là rồng ban điều ước mà. Ta có thể thực hiện mọi điều ước. Vậy thì ngươi hãy ước đi. Thế là con khủng long cỏ này nó cũng đã bắt đầu ước có con. Tôi cũng tiến hành sử dụng phép thuật của bộ áo giáp xịn sò này và ban cho nó điều ước đó. Nó rất vui mừng vì nó cảm nhận được có thứ gì đó đang đạt trong bụng của nó. Cuối cùng nó cũng đã có bầu. Nó rất cảm kích tôi, nhanh chóng đem cho tôi những viên ngọc rồng đặc biệt để tạ ơn tôi đã làm cho cái bụng của nó thè lè. Hả? Làm sao nó biết tôi cần những thứ này mà tặng chứ? Thì ra một trong 10 thằng chồng của nó có kẻ là loài rồng.
và kẻ đó đã tặng cho nó rất nhiều ngọc rồng như thế này. Bây giờ nó trả ơn tôi bằng cách tặng lại cho tôi. Yeah, có thêm ngọc rồng rồi. Quay về và sở hữu hình dạng mới thôi. Kiki, trước mặt của chúng ta chính là một bộ giáp rồng ngũ sắc tương ứng với giá 20 ngọc rồng. Wow, không biết bộ giáp này sẽ có năng lực gì nữa đây. Tiếp tục rong đuổi khắp thế gian để tìm kiếm thêm ngọc rồng, thì tôi lại nghe thấy một tiếng la thảm thiết, dường như có một sinh vật nào đó đang bị cắn. Trời đất ơi, nhìn kìa các bạn, một bầy khủng long bào chúa đang cắn một con gì đó. Tội nghiệp quá đi, không thể nào đứng nhìn được rồi, bắt buộc tôi phải ra tay mà thôi. Nhìn thấy tôi xen vào chuyện của bọn chúng, lũ khủng long bạo chúa đó trở nên điên tiết và hù tới cắn tôi. Nhưng mà các bạn biết rồi đó, sức mạnh của tôi là tuyệt đối so với bọn chúng. Tôi chỉ cần phun bãi nước miếng thôi là bọn chúng chết đuối rồi. Làm gì đấy? Chúng khét đấy nhời. Kết quả tôi đã cứu được sinh vật kia. Thì ra là một con cá sấu các bạn à. Nhưng nó chẳng nói lời nào, liền ngoảnh mặt định bỏ đi. Tôi cũng kêu nó lại lên lớp dạy dỗ nó, nếu được ai giúp đỡ phải cảm ơn người ta, chứ không có được vô lễ mà bỏ đi như thế. Nó liền đùng đùng nổi giận, liền lao tới cắn xé đòi ăn thịt tôi. What the hell, cái con cá sấu này đúng là một kẻ vô ơn mà. Ta vừa cứu người đó, đáng ghét, vậy thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn, đưa ngươi đi chầu trời. Tôi đã kết liễu nó. Thật không ngờ trong bụng của nó rớt ra rất nhiều ngọc rồng, tận 50 viên luôn. Không biết nó đã lấy số ngọc rồng này từ đâu. Mang theo sự nghi ngờ, tôi cũng quay trở lại cửa hàng giáp rồng và dùng toàn bộ ngọc rồng vừa lấy được mua một bộ áo giáp mới. Wow, đẹp quá, to lớn quá. Lần này tôi đã có được bộ áo giáp rồng gió rồi các bạn à. Quá sướng, quá phê. Được rồi, nhanh chóng tiếp tục thôi. Bay lên trên cao, tôi ngắm phong cảnh và coi thử ở đây có cái hang động nào lớn hay không để đi vào tìm ngọc rồng. Đột nhiên gió rất nhiều, khói bụi bay mù mịt. Chết tiệt, có chuyện quái quỷ gì vậy? Khoan, tôi là rồng gió mà. Vậy tôi sẽ điều khiển gió, cho gió lặn xuống để không khí trở nên tốt đẹp hơn. Gió cũng bắt đầu lặn, khói bụi bắt đầu chìm xuống. Lúc này bầu trời trở nên vô cùng trong xanh. Nhưng đột nhiên có một tiếng gầm rất lớn. Tôi quay lại sau lưng thì thấy được một sinh vật thần thoại quái lạ. Trời đất ơi, thì ra nó chính là nguyên nhân đã gây ra cơn bão gió này. Và nó bảo rằng nó muốn bắt lấy tôi, quật ngã tôi xuống dưới để nó xé xác ăn thịt, cũng giống như nó đã ăn biết bao nhiêu đồng lợi của tôi. Chết tiệt, thì ra là một con yêu tinh chiến ăn thịt rồng à. Vậy hôm nay ta sẽ cho người tan xác. Tôi sử dụng gió, nó cũng sử dụng gió, nhưng sức mạnh gió của bộ áo giáp tôi khủng khiếp hơn. Cuối cùng cũng đã xé toạc nó thành ngàn mảnh. Đồng thời lúc này trong bụng nó rớt ra rất nhiều viên ngọc rồng. Trời đất ơi, cả ngàn viên lớn. Không lẽ đây là những viên ngọc rồng mà của những đồng loại của tôi trước đây bị nó ăn thịt hay sao? Thật là đáng ghét mà. Sau đó thì các bạn biết tôi làm gì rồi đúng không? Vâng, tôi cũng đã sở hữu thêm một bộ giáp rồng mới. Lần này là rồng nước các bạn à. Trời đất ơi, nhìn mà muốn lé cả hai con mắt luôn đó. Được rồi, rồng nước, vậy thì tôi sẽ xuống dưới nước để chơi cho nó đã. Nhưng khi sắp ra đại dương thì tôi thấy một bầy rùa vừa chạy vừa la hét. Tôi cũng đã ngăn bọn chúng lại và hỏi có chuyện gì. Bọn chúng bảo rằng dưới biển nơi bọn chúng sinh sống đang có một thủy quái làm loạn và giết rất nhiều loài rùa. Hả? Sao dưới biển mà cũng xảy ra những chuyện vô pháp vô thiên như thế này? Thôi được rồi, tôi cũng đã đồng ý giúp đỡ lũ rùa này. Nhanh chóng xuống dưới nước để coi thứ thủy quái kia rốt cuộc là kẻ nào mà to gan dám làm loạn. Và khi đến gần mặt biển, tôi nhìn thấy một cơn lốc xoáy thật khổng lồ. Chính giữa lốc xoáy là một con thuyền luôn to lớn. Chết tiệt, ủa nó chán sống hay sao mà dám gây chuyện ở đây. Được rồi, tôi là rồng nước mà, sợ cái gì dưới nước chứ. Xuống dưới nước chơi khô máu với nó luôn. Suốt mấy tiếng đồng hồ cắn qua cắn lại, cuối cùng thì máu của nó chảy ra nhiều hơn, máu tôi chảy ít hơn. Kết quả nó thiếu máu, nó chết trước.
Mời đẹp, mời đẹp. Tôi giành chiến thắng. Lúc này thì lũ rùa kia đền đáp tôi bằng 10.000 viên ngọc rồng. Quỷ thần thiên địa ơi, ngọc rồng ở đâu mà có nhiều thế? Không lẽ bọn chúng đi ăn cướp à? Lũ rùa bảo với tôi không phải như thế, mà bọn họ sống dưới biển, hàng năm có rất nhiều con rồng đã chết tại đây. Trong người của bọn chúng rớt ra rất nhiều ngọc rồng, do đó rùa ở đây đã thu gom lại. Tôi cũng nhanh chóng quay về cửa hàng của Thế Giới Rồng và mua một bộ giáp mới. Trời đất ơi, đẹp quá, ngầu quá. Một bộ giáp rồng vàng đế vương. Đang rất vui mừng, đột nhiên có một giọng nói rất lớn bảo tôi hãy dừng lại, hãy cởi bộ áo giáp đó ra và đưa cho hắn. Chết tiệt, tôi gặp cướp à. Đúng như vậy các bạn à, nhưng cướp lần này là những con rồng đen hắc ám. Mẹ kiếp bọn chúng, sao bọn chúng ở đâu xuất hiện nhiều và bao vây tôi thế này? Nhưng mà bọn chúng lần này đã đụng nhầm ổ kiến lửa rồi các bạn à. Bọn chúng cướp chúng tôi là bọn chúng xong đời rồi. Kết hợp với bộ áo giáp vàng đế vương chí tôn này, sức mạnh của tôi dường như là vô cùng mạnh mẽ và tuyệt đối. Đã thế, kỹ năng chiến đấu và kinh nghiệm phong phú của tôi suốt từ nãy tới giờ cũng giúp tôi hạ gục cái lũ cướp rồng hắc ám này, giết chết bọn chúng. Và mỗi con chết ra rất nhiều là ngọc rồng. Quỷ thần thiên địa ơi, không biết bao nhiêu con rồng đã bị bọn chúng cướp ở đây rồi. Sau khi tôi giết sạch lũ thủ lĩnh rồng hắc ám thì lũ thuộc hạ của bọn chúng như rắn mắc đầu. Bọn chúng vô cùng sợ hãi, còn cầu xin van lại tôi làm thuộc hạ của tôi nữa chứ. Thôi được rồi, tôi không thể nào ra tay tàn sát tiếp tục, đành tha cho bọn chúng vậy. Sau đó thì tôi cũng đã ôm số ngọc rồng khổng lồ này trở về thế giới và mua giáp rồng cuối cùng. Trời đất ơi, với số lượng lên cả 100.000 viên ngọc rồng, rất là nhiều đó các bạn à. Tôi cũng đã mua được bộ giáp rồng sánh xét chí tôn. Wow, đẹp quá, nhìn nó thật là lạ, thật là ngầu, thật là mạnh mẽ. Được rồi, cuối cùng thì tôi cũng đã có được tất cả những bộ giáp mạnh nhất trong thế giới rồng, như ước nguyện ban đầu của mình. Đến đây là toàn bộ nội dung giải trí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.